Có những điều anh chưa thể nói. Bao năm tháng chờ đợi để ngày hôm nay mới có cơ hội. Em làm vợ anh nhé, để làm mẹ con anh sau này. Em làm vợ anh nhé, về để làm con dâu ngoan của mẹ. Vì anh sẽ yêu em hơn tất cả những gì mà anh đang có. Dù là sông có cạn hay là núi đá mòn, thì trọn con tim anh sẽ không đổi thay. Vì anh sẽ yêu em hơn tất cả những gì mà anh đã nói. Chỉ cần ngay lúc này em gật đầu đồng ý thôi, còn mọi thứ hãy cứ để mình anh lo. Mình cưới nhau đi nhé em. Có những điều anh chưa thể nói. Bao năm tháng chờ đợi để ngày hôm nay mới có cơ hội. Em làm vợ anh nhé, để làm mẹ con anh sau này. Em làm vợ anh nhé, về để làm con dâu ngoan của mẹ. Vì anh sẽ yêu em hơn tất cả những gì mà anh đang có. Dù là sông có cạn hay là núi đá mòn, thì trọn con tim anh sẽ không đổi thay. Vì anh sẽ yêu em hơn tất cả những gì mà anh đã nói. Chỉ cần ngay lúc này em gật đầu đồng ý thôi, còn mọi thứ hãy cứ để mình anh lo. Tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn của họ nhà trai hôm nay. Một trong ông Nguyễn là ông của cháu, thế và bà Nguyễn là bà của cháu, thế còn đây là bố mẹ cháu, thế và chú vợ và các chú các cô các bác rồi anh em trong cơ quan của bên họ nhà trai đến để làm lễ hỏi. Thế thì xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn.
Xin thưa các ông các bà, các bác, dành tâm sự đại diện cho năm học. Sau một thời gian có thể nói là rất lâu, hai cháu cùng và Nga đã tìm hiểu nhau và thương yêu nhau, đã báo cáo với lại ông bà Chiến Loan và ông bà Tá Phúc để cho hai cháu được kết duyên với chồng. Và hai gia đình đã báo cáo với hai họ để hai họ biết và tạo điều kiện cho các cháu để xây dựng hạnh phúc trong năm. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi đại diện cho mọi nhà trai có sắm lễ ăn hỏi để đến xin phép hỏi nhà gái để báo cáo với tổ tiên cho mọi nhà gái cho phép của cháu được làm rể con của gia đình. Bây giờ đã đến giờ tốt thì thay mặt cho mọi nhà trai tôi xin có một lời báo cáo với các cụ và xin phép các cụ cho đại diện của họ là chấp nhận ăn của chúng tôi. Các cụ, tôi cũng bàn hai bên con trai và con gái. Hôm nay giờ đẹp, ngày này tháng tốt, con trai hôm nay thực hiện cái nghi lễ tạm hỏi cho hai con. Trước khi vào nghi lễ về phần nhà gái chúng tôi xin giới thiệu thì sao ít thoải mái có ông mai của cháu, ông mai nữ về phía về bậc về trên nữa là về phía vợ của cháu có ông trẻ ông Nguyễn Văn Điệp. Về các bác thì có bác Quyết đến họ ngoại, bác Vinh đứng đứng đây đến họ ngoại, bác Hà, bác Hà với tôi là anh em Ngọc Trèo. Thế còn bên nội tôi có chú Thiện kế tôi, bên nội hai là chú Thành kế tôi, bên nội đây là phần cố út cô Mai, cô Mai như vậy. Tiếp theo về bên ngoài thì có bác Bình gái người Bình này. Thế thành phần là có anh em, anh chị em, gia đình đội chúng tôi và đội mạnh chúng tôi. Thì sau đây tiếp tục xin trân trọng kính mời anh Quyết đại diện cho bên gia đình họ nhà có đôi lời phát biểu với hai con viên đại học. Xin trân trọng kính mời anh. Kính thưa các bậc, các ông, các bà, cô bác, anh chị em cùng các cháu, đôi bên gia đình. Hôm nay gia đình nhà trai có lễ đến ăn hỏi trong phong tục của mình ăn hỏi thì như các bác nhà trai thưa từ ban đầu rồi thì gia đình chúng tôi xin được nhận lễ để kính cáo giáo tiên, sau đó là báo cáo các mẹ hài hòa để xin mời. Lock the door and turn the lights down low, and put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our
our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Never loved nobody the way that I love you. We're alone now. You don't know how long I've wanted to. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. Thưa các ông, các bà, cô bác, anh chị em của đôi bên gia đình. Hôm nay gia đình nhà cháu Hùng chính thức là đến đặt lễ ăn hỏi, và đồng thời cũng như đại diện bên họ nhà trai có đề nghị là hôm nay cũng xin được đón cháu về làm dâu con. Thế là thay mặt gia đình thì gia đình chúng tôi xin chấp nhận những cái dự định của các bác bên họ nhà trai để tiến hành các công việc hôn lễ cho hai cháu. Thế và gia đình chúng tôi đến ngày 8 tháng này, tức là ngày 25 tháng 11, thì gia đình chúng tôi cũng tổ chức bữa cơm thân mật, mời bên họ nhà trai cùng đến đây chung vui và chúc phúc cho hai cháu. Thế còn mọi công việc thì xin các bác bên họ nhà trai chủ động. Thì là gia đình chúng tôi đã nhận lễ của các bác công việc của hai cháu. Thì cũng vậy. Trong gia đình tôi thì mẹ cháu Nga sẽ có tôi là trong gia đình. Thank you.
với bọn người đấy cho phép được thành công ra về bảo đảm thân con của gia đình và gia đình tôi có đoàn tiến đoan sự đến để trao cho bọn người đấy và xin phép thưa các cụ, các ông, các bà, cô bác, anh chị em, tôi đến tạm biệt. Hôm nay là ngày làm thật tốt, mọi công việc bên nhà trai đã chuẩn bị và đưa đến nhà gái. Chúng tôi xin đại lễ để kính cáo với gia tiên. Vì khi mẹ của cháu Nga đứng lên nhà lễ để báo cáo với gia tiên. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em ngày mai đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời ông Hoa có một quà đặc biệt để tặng hai cháu, xin trân trọng mời ông. Kính thưa hôm nay là ngày lễ thành hôn của hai cháu cùng Hoa. Tôi là ông Hoa từ sống Nam. Tôi có một món quà tinh thần để chúc hai cháu hạnh phúc trong năm. Tôi xin đọc một bài thơ để tặng lời sống. Chúc mừng hạnh phúc hai cháu cùng ngoan. Vợ chồng là nghĩa cào khang, bao năm tình hiểu không ngàn ngàn chi. Ngày lành tháng tốt tới kỳ, xe duyên chắc lối còn gì đẹp hơn.
trăm năm tính cuộc vuông tròn, một nhà số một cháu con ra đời, thế là hạnh phúc tuyệt vời, hùng hoa viên mãn chẳng rời xa nhau. Chúc cho sống đến bạc đầu, làm tròn nghĩa vụ con dâu để kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, cô, cậu, các anh, các chị. Hôm nay là ngày rất đặc biệt với con. Con không biết nói gì hơn là xin trân trọng cảm ơn tất cả tình cảm của mọi người đã dành cho hai chúng con, để cho chúng con có một cái ngày hạnh phúc đặc biệt như ngày hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn. Hôm nay thì cũng là ngày đặc biệt, con xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ con. Người luôn cho con những điều hạnh phúc nhất của cuộc đời. Con rất là may mắn để con bố mẹ. Con xin cảm ơn bố mẹ. Con cũng xin cảm ơn bố mẹ vợ, người đã sinh ra Hải Nga, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho con đến được cái ngày hôm nay. Con xin cảm ơn. Quý các cụ, con cảm ơn cô dâu. 10 năm quen nhau cũng vượt qua rất là nhiều những thời gian xuân, nhưng mà Nga vẫn quyết định đi với con. Người ta thì vẫn bảo là định mệnh sẽ đem hai người đến với nhau, nhưng mà con thì con tin một điều là nó cũng là do quyết định của con người. Con rất là trân trọng quyết định của anh em đã lựa chọn con, và không biết nói gì hơn thì hứa với cô dâu là sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đem lại hạnh phúc cho em và cho gia đình, cố gắng hết sức. Xin một lần nữa cảm ơn em. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Và giờ phút cảm cảm thiêng liêng nhất đã đến khi các họ người gái chúng tôi lại liệt vào hành tang và xin phép chúng tôi cô dâu về gia đình họ người cha chúng tôi để với gia tiên và chính thức được dâu con của gia đình chúng tôi. Mình xin mời anh em với tôi. Thưa phụ huynh, thưa đại diện của phụ huynh gia đình, hôm nay gia đình tôi chính thức trao con gái và viên này bố mẹ trong một làm tên con của gia đình. Với một cái ý thức của đôi viên gia đình hội hòa chúng tôi thì cũng xin kính mong trước tiên là bố mẹ của cháu Hùng, đồng thời mà đã tôi lên bộ hoa
thông cảm, giúp đỡ cháu cố gắng làm thế nào để làm ổn, chọn cái bổn phận của mình, hiểu biết được cái phong tục tập quán của địa phương và biết được về nếp gia phong của gia đình để cháu sớm hòa nhập với gia đình nhà chồng, làm tròn bổn phận của mình trước gia đình và xã hội. Xin chào cảm ơn. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời các cụ công các bà đại diện cho nhà gái để đưa cháu Nga về nhà chồng, và xin mời chú rể đưa cô dâu, đón cô dâu về nhà mình. Xin hồi hồi chúng ta cho một tràng pháo tay thật to để chúc phúc cho các cháu. Kính mời cô dâu họ ra ra. Pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thắm mãi bên giàn trầu, mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng độ trắng trang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành thật lạ hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thắm mãi. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật lạ hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ. Gió miên man theo từng
thể hiện với sân khấu và quân đội một tràng pháo tay lớn để dành cho đón sự hiện diện của Tân Sơn, Hải Ga và Chí Rẻ. Chúng tôi muốn xin được phép trân trọng kính mời lên sân khấu trình diện của sân vận thủ mẫu của Tân Sơn và Chú Rẻ. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, đã đến đây sân trường đó chính là hai nhân vật chính, quý vị cặp đôi hạnh phúc nhất của ngày hôm nay, đó chính là cô dâu Hải Ga và chú rể Đức Hùng. Sau một thời gian quen biết nhiều, được sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như nhiều phương, họ đã đến với nhau cùng tay trong tay sống chung một gia đình để cùng xây đắp hạnh phúc trăm năm. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trên sân khấu đây đó chính là cặp đôi hạnh phúc nhất Hải Ga và Đức Hùng, và cùng đó đó chính là song thân phụ mẫu của hai bên gia đình. Một lần chúng ta đại diện chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tình yêu thì có lẽ chúng ta khó định nghĩa được, nhưng ngày hôm nay họ đã về chung một mái nhà, và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy bước lên sân khấu một bước để cùng làm nên lễ trao nhẫn. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy hướng vào nhau và cùng nhìn nhau đám cưới và trao nhau những chiếc nhẫn. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, những chiếc nhẫn tuy hai nhưng mà một, những vòng tròn dù đi đâu thì họ vẫn tìm về nhau. Đấy là chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu đôi lứa, chứng minh cho sự kết duyên lên vợ lên chồng của cô dâu Hải Ga và chú rể Đức Hùng. Và ngay bây giờ cho phép Lê Hoàng xin phép được tuyên bố cô dâu Hải Ga và chú rể Đức Hùng chính thức lên vợ thành chồng. Và một lần nữa cho phép Lê Hoàng xin mọi người một tràng pháo tay lớn không ạ? Vâng. Những ly rượu đã được rót, tình yêu đang được bao đầy, đồng hòa kết trái, hiện cho những ngày mới, những sức sống và tình yêu của cô dâu. Chúng ta đồng một trong các tay lớn để cùng chúc mừng cho cô dâu Hải Ga và chú rể Đức Hùng trong ngày hôm nay. Xin mời cô dâu Hải Ga và chú rể Đức Hùng hãy cùng tay trong tay cắt những chiếc bánh ngọt ngào trong tình yêu. Chúng ta hãy đổ một tràng pháo tay lớn để cùng chúc mừng cho cô dâu Hải Ga và chú rể Đức Hùng được không ạ? Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời cô dâu Hải Ga và chú rể Đức Hùng cùng nâng ly, nhưng gửi những lời cảm ơn tới bậc sinh thành dưỡng dục của mình, đó chính là bậc song thân phụ mẫu. Xin được trân trọng cảm ơn. Trong ngày vui của cô dâu Hải Ga và chú rể Đức Hùng, tôi xin phép được trân trọng kính mời lên sân khấu bác Quyết, bác của cô dâu lên có đôi lời phát biểu cũng như gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông bà, cô bác, chú rể, anh chị em cùng các cháu, hôm nay cô chú phúc tá em tôi tổ chức bữa cơm thân mật mừng con gái út Kim Kim. Gia đình tôi rất trân trọng được đón tiếp các cụ, các ông bà, cô bác, chú dì, anh chị em cùng các cháu đã bớt chút thời gian của mình về đây chung vui cùng cô chú phúc tá, đồng thời chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu chúng tôi ở Hải Ga và Đức Hùng. Thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị. Tôi xin mời các quý vị hãy nâng chén rượu hồng để chúc mừng hôn lễ ngày vui nhất của hai cháu chúng tôi. Xin kính mời. Vâng, xin được cảm ơn. Vâng, chúng ta đổ một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin
rất cảm ơn và kính thân chủ nhà hàng Tân Vi. Hoàng, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể. Xin mời, trân trọng kính mời cô dâu Hạnh Hà và chú rể Đức Hùng. Chúng ta hãy cùng lâng ly, uống rượu, giao duyên cũng như lời cảm ơn đến tất cả quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay. Những tràng vỗ tay của quý vị đâu hết rồi ạ? Chúng ta đổ một tràng vỗ tay lớn được không ạ? Vâng, ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời cô dâu Hải Nga và chú rể Đức Hùng cũng như hai bên gia đình song thân phụ mẫu chúng ta xuống từng bàn tiệc để gửi lời cảm ơn cũng như lời chúc đến toàn thể quý vị con khách trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân trời. Sao lung linh sáng tươi hình bóng anh trong tim em đó. Ta trao nhau tiếng yêu nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời. Xa xăm trong giấc mơ người dấu yêu có mơ. Sẽ bên nhau trọn đời chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Mai đây khi nắng lên ta nắm tay bước trên đường dài. Đưa nhau qua khó khăn đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Trong ánh dương dìu dắt nhau đến nơi nào mơ anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Nếu như có được chiếc bóng mà anh nhìn ngắm sắc trời, anh hướng lên chiều cao. Anh muốn mong làm sao? Em như một vì sao sáng tỏa sáng có tâm hồn anh. Tình yêu được ta bằng mảnh xanh như là trăng mai sao. Không bao giờ lìa xa nhau, ngày lại ngày trôi qua. Và tình cờ bằng mảnh thơ ta dẫu biết sao dù thế nào. Tình yêu mãi lên lâu vì em mãi là một vì sao chiếu sáng trong tôi. Đêm nay